Sư cho con hỏi, cư sĩ thọ các giới bằng với các vị tu nữ thì về vai vế có bằng nhau không, hay cư sĩ vẫn nhỏ hơn tu nữ? Thưa quý vị á, tu nữ hơn quý vị. Cái việc đầu tiên là tu nữ dám cạo đầu, quý vị dám không? Thấy chưa? Thì sao hơn được? Người ta dám hoại cái tướng người ta mà. Nói cái chuyện là hoại tướng thôi đó là đã hơn quý vị rồi. Cái thứ hai, tu nữ á, một năm như một, đồ có nhiêu đó thôi. Quý vị có dám không? Thấy chưa? Thấy khác rồi. Ở đây mình còn mặc đồ là bông hoa, lá cành, rồi xanh đỏ tím vàng, tu nữ chỉ có hai màu như đó thôi. Thậm chí là có khi tu nữ họ mặc cũng chỉ có một màu. Mà một tu nữ nếu như mà đúng tinh thần ha, họ chỉ cần ba bộ y phục là thay tới thay lui, tắm giặt đi đâu cũng như đó bộ thôi, đủ rồi. Quý vị làm được vậy không? Rồi tu nữ á, thì tắm thì cũng không cần sữa rửa mặt nè, rồi kem chống nắng nè, rồi sữa dưỡng ẩm nè, rồi dầu gội các thứ, thì quý vị có làm được vậy không? Mà đi xó, thấy chưa? Rồi tu nữ là một người từ bỏ đời sống gia đình, sống không gia đình. Quý vị mang tiếng ở trong đây chứ là cũng còn gia đình, thì làm sao mình so được với tu nữ? Cho nên xét về giới thì đúng là tám giới đó, nhưng mà ngoài tám giới đó ra những cái khác thì mình chưa bằng ha.